Kirk Douglas tham gia sự kiện cung cấp suất ăn cho người nghèo nhân ngày lễ tạ ơn, tin từ Los Angeles. Lễ tạ ơn đến sớm khi những ngôi sao như Neil Patrick Harris và Marlon Ackerman cùng với diễn viên Kirk Douglas, 95 tuổi, tại sự kiện Los Angeles Mission nhằm lo bữa ăn cho người vô gia cư ở Los Angeles nhân ngày lễ truyền thống. Các ngôi sao Hollywood là một trong số rất nhiều các tình nguyện viên tham gia vào sự kiện hàng năm, giúp bữa ăn ngày lễ gồm có gà tây, khoai tây nghiền và bánh bí ngô cho hàng ngàn người đàn ông, phụ nữ, trẻ em nhân ngày lễ tạ ơn. Neil Patrick Harris nói thêm rằng sự kiện này là một cơ hội thực sự để cho đi, để phục vụ người yếu thế. Nam diễn viên huyền thoại Kirk Douglas và vợ là Anne, người đã từ lâu tham gia sự kiện Los Angeles Mission, lần này cũng có mặt để giúp đỡ mọi người. Herb Smith, chủ tịch của Los Angeles Mission, giải thích rằng đây là một sự kiện mang lại niềm hy vọng và niềm vui được chăm sóc cộng đồng. Tổ chức này cung cấp những vật dụng cần thiết như bữa ăn, vật dụng chăm sóc y tế. Ban tổ chức cũng muốn thông báo mọi người biết là nơi đây cung cấp dịch vụ 365 ngày một năm. Chuẩn bị cho bữa ăn tối cho lễ tạ ơn mất gần vài tuần để đảm bảo có 3.000 pounds gà tây, 80 gallons nước sốt, 700 kg bắp và gần 400 kg bí ngô. Los Angeles Mission chuẩn bị khoảng 4.000 bữa ăn cho ngày lễ tạ ơn và hơn 600.000 bữa ăn hàng năm.